Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin điểm đóng tố tụng trong tuần của Báo Pháp Luật TP.HCM. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật TP.HCM. Bản tin hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Con học giỏi có được xem là tình tiết giảm nhẹ. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù. Tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người chết, bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. Quen nhau qua Facebook, vừa nói chia tay đã thành án giết người. Lãnh 9 năm tù vì đến trụ sở đuổi chém công an. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin chi tiết. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo cùng một số tổ chức cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trước đó, ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án kit xét nghiệm Việt Á gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị tuyên 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên 29 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo tiếp tục nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án để được giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ vào quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh Long và tuyên 17 năm tù, tức giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm, về tội nhận hối lộ. Bác kháng cáo của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tuyên y án sơ thẩm 29 năm tù. Bị cáo Trần Thanh Phong được miễn trách nhiệm hình sự. Các bị cáo còn lại được giảm án hoặc y án sơ thẩm. Ngày 17 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Bảo, 28 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, 9 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tháng 2 năm 2022, gia đình Lê Thanh Bảo bán một mảnh vườn rộng 5.400 m² cho gia đình bà Cao Thị Lệ Dê và ông Hà Quang Đê, cùng ngụ thị trấn Lộc Thắng với giá 7,5 tỷ đồng. Bà Dê đã đặt cọc cho Bảo 4,5 tỷ đồng và thỏa thuận khi nào xong thủ tục sang tên sổ đỏ thì trả hết 3 tỷ đồng còn lại. Gia đình bà Dê sẽ chịu trách nhiệm và chi phí sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do trục trặc về thủ tục nên hơn sau 1 năm mua đất, gia đình bà Dê chưa xong thủ tục sang tên và trả hết số tiền còn lại, nên Lê Thanh Bảo cho rằng bà Dê cố tình lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ của gia đình mình. Để đòi tiền, chiều ngày 20 tháng 8 năm 2023, Bảo đã cầm dao đến nhà anh mình là Lê Thanh Tê để hỏi địa chỉ nhà bà Dê nhưng không được. Sau đó, Bảo tiếp tục cầm dao đến trụ sở công an thị trấn Lộc Thắng với mục đích yêu cầu cơ quan công an giải quyết. Tại đây, mặc dù đã được cán bộ công an giải thích rất rõ ràng nhưng Bảo không đồng ý và đã đuổi chém cán bộ công an trong trụ sở. Trong đó, Bảo đã chém 2 nhát vào đầu Trung úy Lê Minh Tuấn, cán bộ công an thị trấn Lộc Thắng, gây thương tích 3%. Sau khi gây án xong, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an huyện Bảo Lâm bắt giữ. Ngày 17 tháng 5, thay vì tuyên án như dự kiến, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã quay lại phần hỏi vụ án ly hôn, tranh chấp con chung, chia tài sản chung giữa nguyên đơn là anh L và bị đơn là chị H. Tại tòa, hội đồng xét xử hỏi chị H về việc 5 cây vàng ai quản lý. Theo chị H, sau khi cưới mẹ anh L đã bán một số nữ trang, nên tổng cưới là 6 cây 4 số 9 và mẹ anh L là người quản lý. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện ly hôn của anh L và chị H. Về con chung, hội đồng xét xử tiếp tục giao con chung cho anh L nuôi dưỡng. Tài sản chung, chị H cho rằng mẹ anh L đã bán số nữ trang mua thêm 1 cây vàng nữa nên là 6 cây. Tuy nhiên không có chứng cứ chứng minh, trong khi anh L và mẹ anh L không thừa nhận vấn đề này. Lời khai của các nhân chứng đều là người thân thích, khai thác nhau theo hướng có lợi cho mỗi bên. Hội đồng xét xử không chấp nhận lời khai của tất cả các nhân chứng. Từ đó, hội đồng xét xử cho rằng yêu cầu của chị H về chia 6 cây vàng là không có cơ sở để chấp nhận. Chiều ngày 16 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tài xế xe Thành Bưởi 12 đến 13 năm tù, Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Dương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Bưởi, bị xét xử về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Hoàng Văn Tính, xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán nêu quan điểm buộc tội đối với các bị cáo. Bị cáo Tính điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn, va chạm gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Bị cáo Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển nhưng lại ký lệnh khống đưa cho nhân viên công ty chứ không đưa trực tiếp cho tài xế Tính. Hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng, bị cáo Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công cách mạng, đã nộp tiền bồi thường. Do đó, căn cứ hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo như trên. Sáng ngày 16 tháng 5, phiên tòa xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo khác trong vụ ký test Việt Á tiếp tục với phần xét hỏi. Tại tòa, bà Đàm Thị Trinh, mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cho biết, bà kháng cáo liên quan số tiền hàng trăm tỷ đồng đang bị phong tỏa. Đây là số tiền vợ chồng bà tích góp do kinh doanh của những năm còn trẻ, một phần do người thân gửi về và 1.000 cây vàng của hồi môn của bà. Do việc cần tiền làm ăn nên bà cho việc mượn từ năm 2008. Giờ bà đang nợ nần, không có tiền trả, mong tòa xem xét cho vợ chồng bà được nhận lại số tiền trên. Chủ tọa giải thích, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây là tiền có được do hành vi bất hợp pháp của Việt mà có. Do đó, chuyển đi đâu thì cũng phải thu hồi. Việc bà cho việc vay tiền là quan hệ khác. Hội đồng xét xử có nhận được nhiều tài liệu, trong đó có vi bằng được lập về việc vay mượn trước đây, nhưng là bản sao, không có chữ ký của ai. Luật sư bảo vệ của bà Trinh cho biết bản chính có đầy đủ chữ ký, còn bản sao thì không. Theo thừa phát lại giải thích, đây là quy định của Bộ Tư pháp. Ông chủ Việt Á khẳng định có vay nên hai lần chuyển tiền trả mẹ vào năm 2021. Từ năm 2028 đến năm 2021, mới trả nợ do bị cáo đầu tư nhiều dự án lớn, tiền nằm trong dự án không ra được. Năm 2021 mới có khoản thu từ kit test, trang thiết bị, sản phẩm khác lên đến nghìn tỷ. Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của mẹ và vợ bị cáo Phan Quốc Việt tiếp tục phong tỏa 54 sổ tiết kiệm liên quan với tổng số tiền là hơn 400 tỷ đồng. Vì nguồn gốc tiền từ việc bán kit xét nghiệm đã được nâng khống giá, đây là khoản tiền hưởng lợi bất chính. Vừa qua tại phiên sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Thiên, sinh năm 2004, quê tỉnh Sóc Trăng, 12 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là LTMT, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Hậu Giang, là người yêu của bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Thiên và bị hại T quen biết yêu nhau qua Facebook. Đầu tháng 8 2023, Thiên đến nhà T ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang chơi và mua bia để cả hai cùng uống. Khi không uống nổi, T đi ngủ, còn Thiên lấy điện thoại của T chơi game. Lúc này, một người bạn của T nhắn tin, Thiên đã trả lời, sau đó xóa toàn bộ đoạn hội thoại, nhưng còn dòng tin nhắn cuối cùng là chúc ngủ ngon. Khi thức dậy, T phát hiện tin nhắn nên truy vấn Thiên nhắn tin cho bạn mình để mượn tiền hay làm gì. Cả hai đã cự cãi với nhau, do tức giận, Thiên nói chia tay và kêu T mở cửa để về Sóc Trăng, nếu không sẽ đốt nhà. Khi bạn gái đồng ý chia tay, Thiên lấy chai nước suối với dung tích khoảng 500 ml rồi đến xe máy của cha T rút ống bình xăng được khoảng nửa chai, sau đó đổ xăng từ cổ xuống thân người T, còn lại một ít xăng Thiên đổ vào người mình và bật lửa châm vào người. Lửa cháy nhanh và bắt qua người làm T bốc cháy. T chi hô và được người thân dập lửa, sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả Thiên bị bỏng nhẹ, còn T bị bỏng nặng, tỷ lệ thương tích là 64%. Ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án giết người xảy ra vào năm 2020. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Hữu Mỹ, bị cáo Dương Hữu Điệp bị tuyên phạt 15 năm tù, bị cáo Bùi Văn Hân và Nguyễn Văn Thường, mỗi bị cáo lãnh 7 năm tù cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, Bùi Văn Hân có mâu thuẫn với chị Phạm Thị N. Để giải quyết mâu thuẫn, chị N và bạn là Nguyễn Văn Thái hẹn Hân ra một quán cà phê tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây chị N và Thái lao vào đánh Hân, nhưng bạn Hân dọa đánh nên chị N và Thái bỏ về quán nhậu gần đó do Thái làm chủ. Bực tức, nhóm Hân gồm Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Hòa, Lê Hữu Mỹ, Dương Hữu Điệp, Nguyễn Văn Thường và Biển Văn Quỳnh mang thêm nhiều hung khí đến quán nhậu của Thái để trả thù. Nhóm Hân lao vào đánh Thái. Thái cùng một số nhân viên tại quán gồm anh Hạ Văn Thành và anh Trần Văn Hải cầm hung khí chống trả. Trong lúc hỗn chiến, Khánh đã dùng dao tấn công nhiều nhát vào người Thái. Thành và Hải cũng bị nhóm của Hân chém bị thương. Sau hỗn chiến, trên đường đi cấp cứu, Thái đã tử vong. Hân và Thường đã đầu thú. Khánh, Hòa, Điệp, Mỹ và Quỳnh bỏ trốn và bị truy nã. Tháng 9 năm 2022, Điệp bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y Con Tum bắt giữ. Mỹ thì bị công an tỉnh Nghệ An bắt vì mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình. Trong quá trình bỏ trốn, Khánh và Hòa sử dụng ma túy quá liều nên đã tử vong. Hiện tại còn Quỳnh vẫn đang bỏ trốn. Ngày 17 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức 21 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý đấu thầu trong 3 năm khi chấp hành án xong. Cựu phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Lan Anh phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm. Tại tòa, bị cáo Quân đã cung cấp thêm biên lai đóng tiền khắc phục hậu quả 400 triệu đồng, bị cáo Lan Anh nộp thêm 394 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, số tiền bị cáo Quân nộp khắc phục thêm là quá nhỏ so với số tiền buộc bị cáo phải bồi thường là 88 tỷ đồng. Bị cáo Lan Anh đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Tòa án cấp sơ thẩm cũng chưa xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ này nên có căn cứ để cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo. Do đó, hội đồng xét xử tuyên án như trên. Theo bản án sơ thẩm, năm 2016 đến năm 2020, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó có 28 gói thầu đã hoàn thiện và thanh toán với tổng giá trị 346 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Minh Quân với vai trò là giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập các công ty sân sau, rồi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để can thiệp thâu tóm toàn bộ 27 trên 28 gói thầu cho các công ty sân sau của mình nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước với tổng số tiền 102,52 tỷ đồng. Bị cáo Lan Anh với vai trò tổ trưởng tổ thẩm định đã ký hồ sơ hợp thức đối với 13 gói thầu gây thiệt hại 25,9 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy do 8 bị cáo gồm Nguyễn Thành Phát, Huỳnh Chánh Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Tuấn Bình, Nguyễn Minh Phú, Nguyễn Phước Thịnh, Trần Nguyễn Hoàng Tú và Trần Văn Trung thực hiện. Sau một ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Tuấn Bình và Trần Nguyễn Hoàng Tú 20 năm tù, 6 bị cáo còn lại tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cáo trạng xác định Nguyễn Thành Phát là người chủ mưu, chỉ đạo cho Hùng và Thịnh đi nhận ma túy từ nhiều đối tượng khác, phân chia bán lại thu lợi bất chính. Ngoài ra, Phát đã nhiều lần bán ma túy loại MDMA và ketamin cho Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh. Tuấn Anh giao lại cho Nguyễn Minh Phú và Trần Văn Trung cất giấu. Khi hết ma túy thì Phát còn giới thiệu cho Bình mua ma túy của Tuấn Anh. Do đó, Phát phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng ma túy thu giữ của Hùng, Thịnh, Bình, Tuấn, Anh, Phú và Trung là 8 kg ma túy các loại. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định Lê Tuấn Anh cũng là người giữ vai trò chủ mưu, giao ma túy và chỉ đạo cho Trần Văn Trung và Nguyễn Minh Phú cất giấu ma túy để bán lại nhằm thu lợi bất chính. Ngày 21 tháng 9 năm 2019, Trung và Phú bị bắt quả tang khi đang cất giấu hơn 6,1 kg ma túy các loại. Do đó, Tuấn Anh, Trung và Phú phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy thu giữ này. Đối với 2 bị cáo Lê Tuấn Bình và Trần Nguyễn Hoàng Tú, vì động cơ vụ lợi nên đã cất giấu ma túy để lại nhằm thu lợi bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 150,4421 gam MDMA và 59,6394 gam ketamin. Đối với Tinh trú tại Campuchia đã bán ma túy cho bị can Phát, 2 người tên Tuấn, Đạt đã bán ma túy cho Tuấn Anh. Người tên Tuấn ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đặt mua ma túy của Phát. Vợ của người thanh niên tên Hiếu đã giao nhận ma túy cho Thịnh Do Phát, Tuấn Anh, Thịnh khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc tòa cho bị cáo vụ IEC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế được hưởng án treo vì con học giỏi. Theo tìm hiểu của phóng viên, thì đó là vụ án IEC thông thầu ở Bệnh viện Đồng Nai. Tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm đã cho bị cáo Lê Thị Hương, cựu phó ban kế toán công ty IEC hưởng án treo. Tuy nhiên, phán quyết này được đưa ra sau khi hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết và chi tiết mới, trong đó có việc con trai bị cáo có thành tích xuất sắc trong học tập, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bị cáo Hương có con trai được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập. Tham gia cuộc thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế lần thứ 17 dành cho học sinh dưới 13 tuổi. Đây chỉ là một trong những tình tiết và chi tiết mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận và xem xét cho bị cáo. Như vậy, Hội đồng xét xử không coi tình tiết này là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo. Tiến sĩ Trần Thanh Thảo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, việc con bị cáo có thành tích xuất sắc trong học tập và được nhận giấy khen, bằng khen không đáp ứng được tiêu chí áp dụng quy định tại Nghị định số 01 năm 2000 được nhà nước tặng một trong những danh hiệu vinh dự nên không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử đã xem xét về động cơ phạm tội, thái độ khai báo, tích cực hợp tác, thiệt hại bị quy kết không lớn, chủ động tự nguyện bồi thường. Từ đó, Hội đồng xét xử mới áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo Hương hưởng án treo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Điểm nóng tố tụng trong tuần. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón xem. Thông tin được cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.